Đã có quá nhiều chuyện xảy ra kể từ lúc Helga gặp gỡ với Lori ở Bonn. Nàng đang chống lại âm mưu thâm độc của Archer, là một kẻ gian manh đang muốn thoát tội chiếm đoạt 2 triệu đô la trong tài khoản của chồng nàng. Từ một gã trai được Archer thuê để mồi chài Helga, là một thiếu phụ ham mê tình một đêm với trai trẻ, Lori đột nhiên trở mặt với Archer, đã trở thành đồng minh để giúp nàng vượt qua hiểm họa. Trong tập 8, tình huống bất ngờ sẽ có những diễn biến cực kỳ bất ngờ tiếp theo. Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ làm Helga giật mình thức giấc. Như một phản xạ, nàng choàng dậy và hỏi: "Ai đó?" "Tôi đây, Lori, thưa bà." Helga lại nằm xuống. Cả người nàng vẫn còn mỏi mệt, uể oải. Nàng bật đèn ngủ, nhìn đồng hồ, thấy đã 9 giờ 15. Tiếng Lori hỏi từ bên ngoài: "Thưa bà muốn dùng cà phê không ạ?" "Ồ, được đó Lori, mang vào giùm tôi." Sực nhớ ngày hôm qua chưa ăn gì thêm ngoài bữa sáng, nàng bảo: "Cho tôi thêm một quả trứng nữa nhé." "Thưa vâng, bà chờ cho một chút." "15 phút nữa tôi ra." "Dạ, thưa bà." Helga bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm. Rồi nàng trang điểm, mất đến 15 phút. Nhìn vào gương, nàng thấy hài lòng. Nét mệt mỏi trên gương mặt hôm qua gần như đã tan biến hết. Nàng trở lại là một thiếu phụ xinh đẹp, kiêu kỳ. Lúc nàng ra khỏi phòng, Lori đã đứng đợi ngay cửa bếp. Hắn bưng chiếc khay đi theo nàng ra phòng khách. Bữa sáng có trứng ốp lết vàng giống như Hinclair hay làm, có cả bánh mứt cam và cà phê. Helga buộc miệng khen: "Cậu làm bếp giỏi quá, Lori." Gã trai cười toe toét: "Ồ, chuyện này thì tôi khá thạo, thưa bà." "Archer thế nào rồi?" Lori ngồi xuống ghế phô tơi, bóc kẹo cao su cho vào miệng. Hắn ổn thưa bà. Hắn không còn kiếm chuyện nữa. Có lẽ Archer biết mình đã thua nên hắn ngồi yên. Tôi cho hắn ăn xong rồi." Helga thấy thư thái. Nàng thoải mái thưởng thức bữa điểm tâm. "Hôm qua cậu đi lâu hơn thời gian dự trù, khiến tôi lo quá." "Thưa bà, lúc về đường đóng băng rất xấu, tôi không dám phóng nhanh." Nàng ăn một lúc rồi hỏi: "Cậu không để Mark một mình với lá thư chứ?" "Dạ không thưa bà. Ronnie nói rồi, cứ có tiền thì gã này đồng ý làm tất cả." "Cậu có gọi cho Ronnie?" Hắn cúi xuống, đặt hai tay lên đùi. "Thưa bà, tôi có gọi. Ronnie là tất cả đối với tôi mà, bà hiểu cho. Tôi muốn Ronnie biết là tôi đang giúp bà. Tôi không muốn Ronnie ghét và giận tôi nữa." Đột nhiên, Helga ngừng ăn, hỏi: "Cậu có nói cho hắn biết là Archer ở đây không?" "Ồ, không thưa bà, không gì hết. Tôi chỉ nói là đang giúp bà thôi ạ." Nàng yên tâm, đốt một điếu thuốc lá. "Không nên cho bất cứ ai biết là Archer đang ở đây." "Vâng, tất nhiên thưa bà." "Thế Ronnie có hỏi là cậu giúp tôi thế nào không?" Gã trai lấy mu bàn tay lau miệng, hắn có vẻ lúng túng. "Thưa bà có ạ, hắn muốn biết. Tôi nói là sẽ lấy lại phim và ảnh chụp cho bà." Helga nắm hai bàn tay lại: "Cậu nói sao? Cậu cho Ronnie biết chuyện chúng ta đang nhờ Mark à?" Lori cựa quậy trong chiếc ghế bành: "Ồ, thưa không ạ. Tôi chỉ nói là mà Mark giúp tôi một tay, chứ không nói rõ việc gì. Vả lại, Ronnie chỉ cần biết là tôi giúp bà. Mọi thứ khác đối với anh ấy không quan trọng." Helga đưa lòng bàn tay lên xoa xoa một bên má. Nàng thấy gã trai này cũng không đến nỗi ngu xuẩn lắm. Sau một phút yên lặng, Lori nói: "Thưa bà, ở ngoài đường có người đang dọn tuyết.
Sau khi người ta dọn xong, tôi sẽ ra lấy xe hơi mang về. Henga ra cửa sổ, nàng trông thấy ông hàng xóm cầm một cái xẻng lớn đang xúc tuyết, có cả một chiếc xe tải chở đầy cát. Nàng nói nhanh: "Ồ không, cậu ở trong nhà, tôi đi lấy xe. Dân trong làng hay xì xào bàn tán lắm, nếu họ thấy cậu thì không hay chút nào." "Dạ, bà nói phải. Bà ăn xong rồi ạ?" "Phải, cậu làm bếp tuyệt lắm. Cảm ơn nhé, Lori." Hắn mang khay vào bếp dọn dẹp. Henga đứng ở cửa sổ nhìn ông hàng xóm dọn tuyết. Sau đó nàng vào trong, mở sắt lấy ra 50 quan, rồi khoác măng tô đi ủng và ra khỏi nhà. Trông thấy nàng, ông ta ngã mũ chào. Nói chuyện xã giao vài câu, nàng dúi vào tay ông ấy tờ giấy bạc. Ông cảm ơn nàng và cười vui vẻ. Henga xuống đường lấy xe chạy về gara. Khi bước vào đại sảnh, nàng nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Nàng cởi măng tô ném lên kệ, đi vội vào phòng khách. Lori đang ở trong bếp cũng chạy ra. Nàng nói: "Để tôi trả lời, Lori." Nàng cầm máy. "Hello." Có tiếng của nhân viên tổng đài: "Thưa bà Rol, phải không ạ?" "Phải, ai gọi đấy?" "Chào bà, bà có cuộc gọi từ New York, xin đừng rời máy." Henga thở mạnh, nàng ngồi xuống ghế, châm vội điếu thuốc. Ngay lúc đó, tiếng chồng nàng vang lên: "Henga phải không?" "Dạ, em đây. Anh đã nhận được điện tín chưa?" "Có rồi, chuyện gì vậy?" "Anh gọi cho Eden Hotel, họ nói em đã rời khách sạn." "Dạ phải, vì em phải về biệt thự để sửa soạn đón anh mà. Hiện em không thể rời khỏi chiếc áo khoác, trời lạnh kinh khủng. Sao lại phone cho em, có chuyện gì?" "Henga, đừng có nói chuyện cái giọng khó chịu đó với anh." "Đừng la em, Holman. Em đang bị lạnh và thấy tức cười nên nói anh biết thôi mà." "Anh không thích em nói kiểu đó. Giờ thì nghe đây nè. Em quay về ngay New York. Anh không muốn tới Castagnola nữa. Anh có việc phải giải quyết ở Bahamas. Khách sạn Eden nói tuyết rơi dày đặc ở Lugano. Em biết là anh không ưa như thế, nên anh quyết định đi Nassau. Em sẽ gặp anh ở đó. Có chuyến bay từ Milan lúc 4 giờ chiều nay, bay thẳng New York. Ngày mai chúng ta sẽ đáp máy bay đi Nassau. Mặt trời ở đây sẽ làm em thích." Bàn tay Henga siết chặt điện thoại. Nàng đáp: "Không thể được, bà giúp việc đang ở đây. Làm sao em có thể thu xếp hành lý chỉ trong một phút chứ? Không được." Ông Herman Rolf nói giọng bực bội: "Ồ, kỳ cục chưa? Em sao thế? Em có đủ thì giờ mà." "Thôi, đừng kiếm chuyện nữa." "Em đâu có kiếm chuyện, còn quá nhiều việc ở đây. Vả lại tuyết đang rơi. Sao lại bắt em đi Milan trong thời tiết xấu như vậy, chỉ để làm vừa lòng anh? Nếu anh không đợi em ở New York được thì hãy đi trước đi. Em sẽ gặp anh vào cuối tuần." "Anh xuống đâu?" Herman lại trách: "Anh không hiểu sao em lại bướng bỉnh như thế. Anh nhắc lại là đừng có nói chuyện với anh kiểu đó, nghe chưa?" Henga cao giọng: "Em hỏi là anh xuống đâu thôi mà." Ở khách sạn Imeron Beach trong 2 ngày, sau đó anh muốn Hinkler kiếm cho chúng mình một căn nhà đầy đủ tiện nghi. "Anh không hiểu sao em lại cứ lần lửa không chịu đi ngay. Em cứ luôn luôn gây khó khăn không à?" Giọng lão Rolf có vẻ giận dỗi. Henga muốn hét lên nhưng nàng kìm lại được. "Anh dễ thương ghê, Herman à. Trong khi em đang chích cống ở căn nhà quỷ quái này, còn anh thì lo tìm một căn nhà ở chỗ khác." Nàng thấy rõ Herman sốt ruột. "Trời ơi, anh không hiểu sao em cứ lại đòi ở lại chỗ đó. Em chẳng biết cách tổ chức gì cả." "Thôi được rồi, em sẽ bay đi New York theo ý anh. Nhưng phải đến thứ bảy,
không sớm hơn được. Anh không đợi được, sáng mai anh đi Nassan. Vậy thì em sẽ gặp anh ở đó, Herman. Như thế dễ dàng cho em hơn. Rồi nàng đổi giọng, nói với cái điệu đáng yêu. Ông xã của em khỏe không? Trong vài phút, hai người trao đổi vài câu chuyện riêng, rồi nàng gác máy. Như vậy nàng không còn phải lo ngại Herman tới đây nữa. Mặt trời đã ló ra sau đám mây, khu vực nàng ở tuyết sáng long lanh vì ánh nắng. Henga vào bếp, Lori vừa lau xong bát đĩa. Sao cậu không sử dụng máy rửa bát đĩa? Tôi có thấy, nhưng không biết cách sử dụng. Henga bật cười. Lori nói thêm, trong quân đội tôi rửa bát đĩa quen rồi, thưa bà. Nàng sực nhớ Archer gọi Lori là kẻ đào ngũ. Cậu đã đi lính? Hắn nhìn nàng, gương mặt bất động. Đúng vậy, thưa bà, nhưng tôi đã chuồn. Tôi không chịu nổi đời lính. Nàng ngồi lên bàn, buông thõng hai chân, đong đưa. Như vậy, việc ông già bắt cậu đi châu Âu chỉ là chuyện cổ tích hư cấu thôi phải không? Hắn gãi gãi đầu. Xin lỗi bà, tôi không muốn nói dối, nhưng vì bà cứ hỏi nên tôi phải nói vậy. Henga nghĩ, cậu không nói dối, cậu chỉ là một thằng nhãi xạo sự. Không sao cả, tôi hiểu mà, Lori. Cảm ơn bà. Như vậy, nếu cậu gặp quân cảnh thì sẽ khó khăn đấy. Ở đây không có quân cảnh nên tôi không sợ, thưa bà. Chợt Henga hỏi, thứ bảy này tôi đi New York, vậy cậu sẽ làm gì? Lori giật mình, hắn cau mày. Thứ bảy này? Tôi phải tìm cách xoay sở thôi. Tôi kiếm một việc gì đó để làm, trong một khách sạn hay ở một trạm xăng, đại loại như thế. Chúng ta từng nói về chuyện này, cậu không có giấy phép hành nghề. Hắn vỗ vỗ tay vào gáy, gương mặt tối lại. Dạ phải, nhưng bà đừng lo cho tôi, tôi sẽ tìm ra cách thôi. Cách nào? Lori ngước mắt nhìn Henga, gương mặt hơi sáng lên với nụ cười trẻ con. Tôi cũng chưa biết nữa, tôi cần phải suy nghĩ. Cũng như Ronnie thường hay nói, mỗi vấn đề là một thách thức và tôi sẽ giải quyết được. Hay là về nước đi, Lori, tôi sẽ giúp cậu. Hắn nhìn nàng ngạc nhiên. Tôi biết là bà sẽ giúp, nhưng tôi không thể về nước được. Đó là nơi bọn cớm kiếm tôi trước tiên. Không, tôi không muốn về nước. Nhưng cậu thích về Mỹ mà, phải không? Đúng vậy, nhưng mà... Nếu tôi mua vé máy bay cho cậu về nước và đưa cậu một ít tiền, Lori, cậu có thể kiếm việc ở quê nhà được không? Ồ, có lẽ là được. Ở quê rất nhiều việc để làm. Vả lại, tôi quên chứ, tôi có cái thông hành giả nữa mà. Tốt lắm. Vậy đây là việc mà tôi sẽ làm cho cậu. Khi nhận được phim ảnh nhà băng gửi trả, tôi sẽ book vé máy bay đi New York cho cậu và sẽ biếu cậu $5,000. Được chứ? Lori mở to mắt ngạc nhiên, như không tin vào đôi tai của mình. Rồi gương mặt hắn sáng lên, giống y như một đứa trẻ lần đầu tiên được ông Noel cho quà. Thật không thưa bà? Bà nói nghiêm túc đi chứ. Tôi có nói dối cậu khi nào chưa? Vả lại lần này tôi nợ cậu. Hắn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Thưa bà, không phải vậy. Chính tôi mới là người đưa bà vào tình huống này. Henga cảm thấy vui vẻ, vì hắn cũng biết suy nghĩ, chứ không hẳn là một gã đồ đất. Cậu nói đúng, Lori. Chính cậu đưa tôi vào vụ này. Nhưng phải thú thật rằng tôi là một người đàn bà yếu lòng. Nếu tôi không dễ sa ngã thì cậu làm gì được? Cũng may là còn gặp cậu. Chứ nếu như là một tên đểu cán vô nhân đạo nào khác thì sao? Nàng cười rồi nhảy xuống khỏi bàn. Thôi,
tôi xuống thị trấn một chút đây, đi cho thư giãn đầu óc, với lại mua ít bánh mì. Cậu cần mua gì không? Tôi hết cả cao su, bà mua giúp tôi một gói nhé. Ok, tôi sẽ mua cho. Cậu ở trong nhà, đừng ra ngoài để hàng xóm thấy mặt nhé. Dạ tôi nhớ rồi, tôi sẽ ở trong nhà chuẩn bị một bữa ăn ngon để đợi bà về. Henga khoác măng tô, nàng còn dặn dò: nếu có ai bấm chuông, cậu đừng ra mở cửa nhé. Hoặc có điện thoại cũng đừng nghe. Tất nhiên rồi thưa bà, tôi hiểu mà. À mà theo bà thì khi nào nhà băng gửi phim ảnh về tới? Có thể là trước ngày kia. Thưa vâng ạ. Khi mở cửa ra ngoài, Henga cảm thấy sung sướng và thư thái. Nàng cảm thấy trẻ lại khi bước chân trên tuyết dưới bầu trời băng giá đang le lói chút ánh sáng mùa đông. Henga xuống ngôi làng. Tiết trời giá lạnh lần này làm nàng vui vẻ trở lại. Mọi việc đang được giải quyết đúng hướng và tiến triển tốt. Lão Herman không về đây nữa. Axel thì đang bị nhốt. Nàng sẽ mua vé máy bay cho Lori và cho hắn $5,000. Khi gặp Herman, nàng sẽ nói về việc thua lỗ $2,000,000 và phân trần về trách nhiệm. Nhưng nàng sẽ đề nghị Herman chuyển tài khoản sang Spencer, Groove và Manly. Nàng sẽ đi New York một cách thoải mái, không một chút ưu phiền. Rồi tới Nassan, nàng cần một chút biển xanh, nắng ấm. Và nàng tự hứa là từ giờ trở đi, nàng không còn cần tới đàn ông nữa. Đã quá đủ rắc rối rồi. Henga mua bánh mì và 4 gói kẹo cao su. Sau khi dạo một vòng các cửa hiệu dưới phố, nàng đã lấy lại được sự vui tươi khi trở về biệt thự. Về đến cổng thì đã 12 giờ kém 10. Nàng lấy chìa khóa mở cổng và cảm thấy dễ chịu khi bước vào trong nhà ấm áp. Henga cởi măng tô và nhìn qua chiếc cột chặn cửa hầm. Nàng ngạc nhiên khi thấy chiếc cột lệch sang một bên, không còn ở vị trí cũ. Nàng gọi lớn: Lori! Lori! Sự im lặng bất thường làm nàng lo ngại. Nàng cố ý lắng tai nhưng không nghe thấy gì. Henga bỏ mũ ra trước khi vào bếp. Một con gà còn trong túi ni lông vất lăn lóc trên bàn, vài miếng khoai và đồ gia vị vương vãi. Nhưng không có Lori. Hắn đâu rồi? Henga như đang bị báo động. Nàng cảnh giác bước vào phòng khách. Axel đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế phô tơi to lớn, tay cầm ly whisky và miệng cười nhăn nhở. Mặt nàng tái mét vì cú sốc ngoài sự tưởng tượng này. Axel nói với giọng dịu dàng giả tạo: Henga, cô đi dạo vui vẻ chứ? Henga nắm chặt hai bàn tay. Nàng định nói nhưng cứ lắp bắp không nói ra lời. Choáng quá hả cô em? Tất nhiên, cô cần uống một ly để lấy lại bình tĩnh. Hắn đứng dậy, tiến đến quầy. Cô uống gì? Như thường lệ chứ hả? Henga hỏi giọng lạc đi. Lori đâu? À, cái thằng điếm đực ngu ngốc đó hả? Nó ở dưới hầm. Hắn bị ăn đòn khá nặng đó. Nhưng không sao đâu, nó to con và trẻ khỏe mà, thấm gì chứ. Ngồi xuống đây Henga. Axel lắc lắc ly rượu làm những viên đá nhỏ chạm vào nhau nghe lanh canh. Henga kinh hoàng, đầu óc nàng quay cuồng. Nàng nhìn Axel pha cocktail rồi đặt ly rượu xuống bên cạnh nàng. Nào Henga, ngồi xuống đây. Ngoan nào cô em. Hắn ngồi gieo mình xuống ghế, tay cầm ly rượu. Anh đã làm gì hắn? Chuyện gì đã xảy ra? Hớp một ngụm whisky, hắn từ tốn lấy ra hộp xì gà từ trong túi. Đơn giản thôi mà. Thằng khứa này làm gì có đầu óc. Tôi gọi hắn xin cà phê. Khi người ta trẻ, người ta có thói quen chủ quan và khinh địch. Thằng ngu này cũng thế thôi. Hắn sai lầm khi quá coi thường tôi.
Lúc hắn bưng cà phê xuống, tôi nấp trong góc máy sưởi, rón rén bước tới từ phía sau, quật cho hắn một gậy vào đầu bằng cán cây cơ thuộc bia đấy. Gục ngay tức thì. Cửa nào mà đứng nổi chứ. Thế là đổi chỗ thôi. Tôi lên đây, như cô thấy rồi đó. Henga bước tới vài bước và ngồi xuống ghế. Trí óc nàng như bị tê liệt. Anh có làm hắn đau lắm không? Hắn đưa tay lên sờ vết bầm tím trên má, vỗ nhẹ nhẹ và nói: Nó không đau bằng tôi đâu. Tôi muốn xuống xem. Có thể anh làm hắn bị thương nặng. Dẹp, cô ở đây. Không có xuống đâu hết. Axel quát lớn. Và đột nhiên hắn nổi sung lên. Tôi đã bắt đầu ngán hai người lắm rồi. Thằng khứa đó chẳng sao cả. Chết giấc chút xíu mà nhầm nho gì. Có lẽ lúc này nó cũng đang cựa quậy trở lại rồi. Hắn châm xì gà rồi nói tiếp. Cô có ba con át chủ bài, Henga. Nhưng tôi có con xì cà rô. Người Henga rung lên. Nàng nắm chặt hai bàn tay lại, để trên đùi. Bây giờ thì tôi hiểu, Henga. Ở một góc độ nào đó, cô rất nguy hiểm. Chính tôi gợi ý cho cô mạo chữ ký. Bị thằng ngốc đó làm tốt chứ. Henga yên lặng không đáp. Hắn nói tiếp. Tôi phải gọi điện thoại cho nhà băng ngay lập tức, để không công nhận bức thư đó. Và chúng ta quay lại từ đầu mọi chuyện chứ hả? Khoan đã. Đột nhiên Henga kêu lên làm hắn ngạc nhiên. Hắn nheo mắt quan sát nàng với cái kiểu mơ màng, rất mất dạy. Hắn nói nhỏ. Lại nghĩ ra mánh gì mới hả cô em? Này Jack, đối với tôi, nói thật thì cũng ok thôi. Cuộc sống của tôi với Herman ngày càng tệ. Nên nói anh tin hay không thì tùy. Tôi thấy chẳng có vấn đề gì. Henga đã trấn tĩnh lại. Đây là lúc cần bịp. Nhưng phải rất tự chủ. Nàng nói. Muốn chơi lại anh, tôi phải chấp nhận bỏ cả tài sản. Axel cười lên hô hố, nghe rất giả tạo. Một cú diễn trên sân khấu hả Henga? Có chó nó tin cô. Nàng nhún vai. Tôi cóc cần anh tin. Tôi nói đứng đắn. Đúng là tôi có ý định lấy lại phim hình. Nhưng đời mà, được ăn cả, ngã về không. Bây giờ anh làm đi. Cứ gọi tới nhà băng. Còn tôi sau đó sẽ gọi cho cảnh sát, tố cáo anh tội ăn cắp. Tôi cóc có ngán anh đâu, Jack ạ. Ai chà chà, trình độ diễn xuất bây giờ điêu luyện thật nhỉ. Cô bịp rất hay. Nhưng với tôi thì đừng có hòng. Nhưng Henga thấy hắn không đứng dậy ra điện thoại. Nàng tống thêm một đòn. Anh không gọi, vậy tôi gọi cảnh sát trước đây. Còn anh gọi hay không, mặc xác anh. Muốn chơi thì tôi sẽ chơi cho anh chết. Nàng đứng phát dậy, ra chỗ để máy điện thoại. Bằng thao tác rất quả quyết, nàng bắt đầu quay số gọi cảnh sát. Axel hoảng hồn, vội lao tới giằng lấy máy và chặn tay quay số của Henga. Liếc nhìn, nàng biết hắn thật sự hoảng sợ. Khoan đã Henga, chuyện đâu còn có đó. Cô lại đây, uống một ly cho tỉnh táo. Nào Henga, chuyện gì cũng thương lượng được mà. Chúng ta hãy nói chuyện như hai người trí thức và cùng nhau thảo luận cách giải quyết vấn đề. Ok. Henga biết mình đã thắng điểm đầu. Nàng đã làm hắn sợ. Mặt nghiêm nghị, nàng trở lại ghế ngồi, cầm ly rượu lên. Nàng hài lòng khi thấy tay mình không run. Nàng hớp một ngụm rượu thoải mái. Cocktail anh làm ngon đó, nàng khen. Hắn gieo mình xuống ghế phô tơi, nhìn đầu điếu xì gà đang cháy đỏ. Thôi được, nếu tôi đồng ý giao phim hình cho cô thì đổi lại, cô làm gì cho tôi? Tôi sẽ nói với Herman là hai chúng ta đã đầu tư và bị thất bại, phải đổi dịch vụ sang hãng khác.
Ồ không, trở lại phương án A. Nếu cô muốn chúng ta sang phương án B, cô sẽ chịu trách nhiệm tất cả về việc đầu tư thua lỗ, còn tôi vẫn giữ ngân khoản. Nàng nhìn Archer một cách khinh bỉ. Không đời nào Jack, anh xong rồi. Anh chỉ có nghe tôi hoặc sẽ vào tù thôi. Cô chịu mất 60 triệu đô la à? Bịp tôi chắc. Với thứ như anh, tôi không chịu thua đâu. Tôi từ bỏ thật đó. Còn anh, ít nhất là bốc lịch 10 năm. Năm nay bao nhiêu rồi hả Jack? 45 nhỉ? Sau khi ra tù, còn nơi nào chịu nhận một tên luật sư có tiền án và đã 58 tuổi không? Anh tiêu rồi Jack. Nàng thấy hắn liếm môi. Sau cùng hắn nói: giỏi lắm Henga, cô rất tự tin và rất biết cách bịp. Nhưng với tôi thì chẳng ăn thua. Vậy thì quay trở lại ban đầu, anh cứ gọi nhà băng đi. Còn tôi báo cảnh sát thôi. Còn thì ăn, hết thì thôi. Đời đơn giản mà. Thế nếu chúng ta sang phương án C thì sao? Archer kiên nhẫn đề nghị. Và hắn vẫn ngắm nghía điếu xì gà. Như tôi đã nói, không có trưng mục của Hoffman, tôi sẽ đổ. Tôi nợ nhiều người và các chủ nợ sẽ hối thúc tôi. Tôi muốn trở lại Mỹ. Ở đây tôi bắt đầu làm lại từ con số 0. Vậy nếu tôi trả lại phim hình cho cô, tôi mất ngân khoản của Herman. Vậy để đổi lại, cô bù cho tôi một số tiền kha khá để tôi trả nợ và làm lại từ đầu. Cô nghĩ sao? Trời, anh lại nghĩ kế để tống tiền tôi tiếp à? Thật là buồn cười. Này Henga, hãy cho tôi 250.000 đô la. Cô đâu đến nỗi phá sản với số tiền đó. Cô sẽ có phim hình và vẫn thừa hưởng 60 triệu đô la của lão Herman. Henga, đây đâu phải tống tiền, mà chỉ là một cuộc thỏa thuận lương thiện. Trời đất, thỏa thuận lương thiện. Lý luận của kẻ giang manh có khác. Henga mai mỉa Archer. Nàng nói tiếp: thế theo anh tôi lấy đâu ra 250.000? Bất cứ ngân hàng Thụy Sĩ nào cũng sẵn sàng ứng tiền cho cô, do có tài sản của Herman bảo đảm. Mà lão ta đâu có biết. Henga lắc đầu. Anh lại sai lầm lớn rồi Jack. Anh không thể tống tiền tôi được đâu. Sáng nay nằm trên giường, tôi đã nghĩ đến tương lai của tôi. Tôi đã bất chính với Herman. Tôi muốn tìm lại tự do và kiếm một nhân tình khi tôi thích. Tôi đã nghĩ đến 60 triệu đô. Thật quá nhiều. Tôi biết làm gì với số tiền khổng lồ đó. Thế là tôi tính đến những gì còn lại khi Herman đòi ly dị. Và tôi thấy ngạc nhiên rằng cũng không đến nỗi. Tôi vẫn sẽ sống khá thoải mái. Không có chuyện tôi phải đứng đường, kể cả khi Herman có đuổi thẳng cổ tôi ra cửa. Henga nói dối một cách trơn tru y như thật. Nàng tỉnh bơ và thản nhiên, cố làm cho Archer phải tin lời nàng là nói thật. Nàng nói tiếp: anh làm sao biết hết chuyện trong buồng của chúng tôi? Ví dụ như ngày sinh nhật của tôi vừa qua, Herman đã tặng tôi một dịch vụ nhỏ mang lại lợi nhuận 10.000 đô la một năm để làm quà. Cái này là nàng xạo. Còn năm ngoái, ông ấy làm quà cho tôi một căn nhà nhỏ ở Carmel, mà tôi có thể ở đó yên ổn chẳng phiền muộn gì. Nàng lại phịa nữa: tôi có 200.000 đô la nữ trang. Cái này thì đúng. 5 chiếc măng tô, lông chồn, đáng giá. Kẹt tiền cũng bán được. Cũng đúng luôn. Tôi có một chiếc xe hơi mới mua và một tàu du lịch. Tài sản này thì nàng nói thật. Ngoài ra còn có nhiều thứ nữa mà không thể kể hết. Nếu lão bỏ tôi, ok, tôi vẫn sống phơi phơi mà chẳng cần gì tới 60 triệu đô la của lão. Vì vậy tôi kết luận là có khi tôi sẽ sung sướng hơn nếu bỏ lão. Tóm lại, câu trả lời cho phương án C của anh là không.
Hắn đăm đăm nhìn nàng một lúc lâu, và nàng cũng nhìn thẳng vào mặt hắn, không nháy mắt. Cô nói như thật nhỉ? Henga đừng có bịp nữa. Tùy anh nghĩ, còn tôi thì chỉ nói sự thật thôi. Không tin, anh cứ làm thử đi thì sẽ biết thôi. Nàng nốc cạn ly rượu rồi đưa ly cho hắn. Anh làm cho tôi ly nữa, được chứ? Hắn nói giọng nhẹ nhàng. Tôi cũng cần uống thêm. Axel ra quầy vừa làm cocktail vừa nói. Henga, nếu những điều cô nói là thật thì tôi bắt buộc phải chuyển sang phương án dê. Tôi không muốn, nhưng vì cô kiếm chuyện tôi buộc phải làm. Giọng nói cương quyết của hắn kèm theo nét mặt bự ướt mồ hôi, lộ vẻ nham hiểm, khiến Henga phải đề phòng. Cái quái gì là phương án dê? Tôi sẽ bán cho Herman tấm hình trần truồng của cô. Khó khăn lắm Henga mới giữ được vẻ thản nhiên. Anh nghĩ ông ấy sẽ mua? Phải, tôi nghĩ lão sẽ mua. Vì nếu lão từ chối, tôi sẽ dọa bán cho các tay chơi ảnh khiêu dâm và in ra khẩu ảnh bưu thiếp. Chắc chắn sẽ bán chạy như tôm tươi. Như thế chắc chắn lão sẽ phải chấp nhận mua lại thôi. Henga thấy tim mình xe lại. Và trong lúc đó anh ở tù à? Cái này tôi không tin. Cô sẽ thấy là tôi suy tính rất kỹ. Tôi nghĩ là Herman sẽ không đi thưa. Nếu tôi làm cho lão hiểu rằng với cái khẩu ảnh bưu thiếp, thân thể của vợ lão sẽ là một cú sốc với giới làm ăn và cả trị giá chứng khoán của lão nữa chứ. Nàng thấy cơn phẫn nộ sắp sửa bùng phát dữ dội nhưng vẫn cố kiềm chế. Vậy là anh chưa hiểu Herman rồi. Lão sẽ ly dị tôi, dĩ nhiên, nhưng cũng đồng thời tống cổ anh vô tù về tội tống tiền và làm nhục người khác. Anh sẽ gỡ ít nhất 20 cuốn lịch. Muốn làm trò ngu xuẩn thì cứ việc. Asher nhún vai. Tình thế tuyệt vọng buộc tôi phải làm vậy. Tôi chắc Herman sẽ đồng ý. Vì có thằng đàn ông nào thích nghe người khác, kể cả mấy ông bạn già, xăm soi bình phẩm thân thể của vợ mình chứ. Dù đã ly dị rồi cũng vậy. Nhất là với một lão già quan trọng mặt mũi và sĩ diện như Herman. Đột nhiên ở dưới hầm vang lên những tiếng ầm ầm vang dội. Cả Axel lẫn Henga đều giật mình đứng dậy. Rồi Axel cười có vẻ thách thức. Thằng điếm đực của cô tìm cách ra đấy. Hắn lại ngồi xuống. Nó có việc đấm đá tùy thích, nhưng uổng công thôi. Chiếc cột của cô là một sáng kiến quá hay, Henga. Nó chặn cánh cửa chắc đến nỗi một con bò mộng cũng chưa chắc thoát ra được. Tôi thử rồi mà. Henga nóng nảy dụi thuốc lá vào chiếc gạt tàn. Nàng vẫn đứng. Phải nghĩ cách cho mau. Nàng hiểu, nếu Axel làm như gã nói thì Herman sẽ mua bức ảnh, chứ không thể để phát tán ra bên ngoài. Axel sẽ có tiền, còn nàng thì sẽ mất hết. Cú bịp của nàng nãy giờ đã thất bại. Tiếng lorry vọng lên từ dưới hầm. Bà không sao chứ, thưa bà? Axel gằn giọng khe khẽ. Im lặng, cấm động đậy. Mặc xác nó, cô ngồi xuống đây. Mà cô nghĩ sao về phương án dê? Tuyệt vời đấy chứ. Henga tức uất lên nghẹn cả cổ. Nàng bưng ly rượu đưa lên môi thì lại có tiếng lorry gọi. Bà có nghe tôi không thưa bà? Henga lấy hết can đảm, bước nhanh tới trước, tạt mạnh ly rượu vào mặt Axel, rồi tức tốc chạy xuống kéo vội chiếc cột ra khỏi điểm tựa. Chiếc cột giữ quá chặt. Nàng nghe thấy tiếng Axel la hét giận dữ. Không suy nghĩ nhiều, nàng dùng cả thân mình đẩy mạnh chiếc cột nghiêng sang một bên. Lúc đó Axel lao tới, đấm mạnh vào vai, làm nàng gần như ngã văng sang một bên. Nhưng hai tay Henga vẫn ôm cứng chiếc cột, nên lôi nó theo, đè xuống người nàng. Ngay lúc ấy, cửa hầm bị Larry đá bật tung ra, đập vào người Axel, khiến hắn xỉn niễn. Larry lao thẳng vào người gã mập. Axel lấy tay cào mạnh vào mặt Larry, nhưng gã trai
tung những cú thụi liên hồi vào ngực và bụng Archer, nghe như tiếng đập vào bao cát. Bị chiếc cột đè lên người, Henga nặng nhọc cố đẩy ra để đứng dậy. Nàng thấy Lori vẫn liên tục tung những cú đấm mạnh bạo vào người của Archer. Gã mập hự hự lên từng hồi và có vẻ như không còn muốn đứng vững. Archer từ từ quỵ xuống. Lori lùi lại, lấy đà tung ra một cú móc vào cằm Archer, mạnh như trời giáng. Henga trông thấy, nàng nhắm mắt lại. Đó là một cú knock out có thể làm chết đối thủ như chơi. Archer gần như bắn ngược ra sau và té bật ngửa. Khi Henga mở mắt ra, nàng thấy Archer nằm ngửa bất tỉnh, mũi chảy máu. Hắn thở khò khè, có vẻ bị thương khá nặng. Nhìn thấy Lori đang định tung chân đá bồi thêm vào người Archer, Henga kinh hoảng kêu lên: "Lori, thôi, đừng, Lori." Lori lẩm bẩm gì đó. Hắn nắm lấy hai cổ chân Archer, lôi ngược về phía cửa hầm. Henga kinh sợ khi nghe âm thanh đầu của Archer va chạm vào mỗi bậc thềm cầu thang, nghe lộp bộp. Nàng quay vào phòng khách, gieo mình xuống ghế dài ngồi ôm đầu, cố lấy lại bình tĩnh. Nàng như mê muội đi giữa thực tại và vô thức. Đột nhiên, nàng thấy một bàn tay đặt nhẹ lên vai. "Bà không sao chứ, thưa bà?" Nàng bỏ tay ra thì thấy Lori đang cúi xuống nhìn nàng, dáng vẻ lo lắng. "Tôi không sao, cậu có sao không? Còn hắn thế nào?" "Vâng, tôi không sao thưa bà. Còn hắn thì không thể chết đâu, bà đừng lo. Tôi đã đưa hắn xuống hầm. Bà cứ nằm nghỉ để tôi pha trà." "Tôi không cần gì hết. Cậu không làm hắn bị thương chứ?" Lori xoa gáy. "Hắn không sao đâu thưa bà. Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này. Hắn chưa chịu thua. À mà thưa bà, hắn đã điện thoại ra nhà băng chưa?" "Chưa, tôi đã cản được hắn." "Ô lạy Chúa, thật may quá." Hắn nhìn nàng cười sung sướng. Henga cảm thấy vui vẻ hơn một chút. "Bà thật có bản lĩnh. Tôi tưởng hắn đã nắm thóp được chúng mình." "Tôi cũng vậy." Lori đứng dậy. "Vụ này làm tôi đói quá. Để tôi đi nấu cái gì ăn. Có lẽ bà cũng cần ăn chút gì đó sẽ thấy dễ chịu hơn." "Không, Lori. Lúc này tôi chỉ muốn nằm nghỉ. Cậu lo đi ăn đi." Hắn nhìn nàng tỏ vẻ lo âu. "Bà có sao không, thưa bà?" Nàng lắc đầu. Tâm trạng của nàng lúc này thật yếu đuối. Nàng vừa thấy lo lắng do cơn hoảng loạn lúc nãy để lại, vừa mệt mỏi đến kiệt sức. Henga cố giữ cho nước mắt khỏi trào ra. Đột nhiên, Lori cúi xuống nhìn nàng. Hắn ôm lấy Henga, bế xốc nàng lên như một đứa trẻ và nhẹ nhàng đi về phòng của nàng. Đôi cánh tay vạm vỡ của Lori ôm trọn cặp đùi và thân hình của nàng, khiến Henga như bừng tỉnh trong người. Máu nàng chảy rần rật trong huyết quản. Nằm gọn trong vòng tay của Lori, mặt nàng áp sát vào bụng ngực rắn chắc của hắn. Nàng ngửi thấy mùi mồ hôi đàn ông cùng sự khỏe mạnh của Lori, làm cho Henga trỗi dậy lòng ham muốn một cách mãnh liệt. Đặt nàng nằm xuống giường, Lori tháo đôi giày ở chân nàng ra. "Bà hãy nằm nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm gì nữa. Mọi việc rồi sẽ xong thôi, thưa bà." Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên xuyên vào phòng. Hắn ra cửa sổ, kéo màn rido lại. "Cậu thật là tốt, Lori. Tôi thật may mắn khi có cậu lúc này. Cảm ơn nhé." Hắn nhìn nàng mỉm cười. "Chúc bà ngủ ngon." Nhìn nụ cười vô tư của hắn, Henga mơ hồ nhận ra Lori dường như chỉ là một đứa trẻ to xác. Hắn hành động theo bản năng và không suy nghĩ nhiều về ý nghĩa hành vi của mình có tác động ra sao đến người khác. Hắn bước nhanh ra và đóng cửa lại nhẹ nhàng, không một tiếng động. Henga tự nhiên thấy bực bội, tiếc rẻ. Sao hắn lại thản nhiên bỏ ra ngoài như thế? Sinh lực trỗi dậy trong người khiến nàng thèm khát và đồng thời cảm thấy như đang bị hành hạ. Nàng nghe thấy tiếng huýt sáo của Lori trong bếp. Sau cơn nguy hiểm, cơ thể nàng thèm được yêu cuồng nhiệt.
để nàng trở lại thăng bằng như bình thường. Henga muốn lên tiếng gọi hắn vào đây ngay tức thì, muốn hắn lột quần áo của nàng ra thật thô bạo, muốn hắn làm tình với nàng với tất cả sức mạnh trai trẻ của hắn. Trời ơi, Henga thấy bức bối trong người quá. Nhưng nàng vẫn nằm im. Trong bóng tối lờ mờ, nàng hơi rùng mình vì sự thao thức của thân xác. Nàng đột nhiên thấy bãi hoải một cách kỳ lạ. Bây giờ phải tiếp tục chờ đợi bưu chính chuyển phim hình tới. Thời gian kéo dài khiến Henga càng thêm kiệt lực vì mòn mỏi. Phải kiên nhẫn thôi. Nàng nhắm mắt lại, cố quên đi sự chờ đợi dài như vô tận. Tiếng chuông đồng hồ đánh 7 tiếng khiến Henga choàng tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy và chuẩn bị ra ngoài. Sau khi nghỉ ngơi, nàng đã thấy khỏe khoắn và tự chủ trở lại. Nàng cởi quần áo và bước vào phòng tắm. Tiếng tivi văng vẳng từ bên ngoài phòng khách. Chợt Henga nhìn xuống vai. Nàng nhớ lại Axel đã đấm nàng một cú khá mạnh. Nhìn vào gương, nàng cau mặt. Một vết bầm tím từ vai kéo dài xuống đến vú. Trên gương mặt vẫn còn hiện rõ vẻ xanh xao, mệt mỏi. Henga đầm mình trong bồn tắm nước nóng đến gần nửa tiếng. Chợt tiếng tivi ngừng đột ngột, rồi có tiếng gõ cửa. Giọng Lori vang lên: "Thưa bà cần ăn gì không ạ?" Nàng nói vọng ra: "À có, cái gì cũng được. Nhưng cậu cho tôi ăn nhẹ thôi nhé." "Vâng thưa bà, tôi chuẩn bị cho bà ngay đây." Henga bỗng muốn trang điểm thật đẹp. Nàng ngồi tỉ mỉ tô son điểm phấn như khi dự một bữa tiệc. Nội việc chải tóc cũng mất gần 10 phút. Henga mặc một chiếc áo lụa trắng tha thướt, rồi đứng ngắm mình trong gương. Nàng tự nhủ, thật là đẹp. Nàng nghĩ dù có mệt, nhưng nàng vẫn còn cực kỳ hấp dẫn đi chứ. Henga đi ra phòng khách. Lori còn đang lay hoay ở trong bếp. Nàng cần uống chút gì đó. Nàng pha một ly vodka với một giọt bạc hà, châm một điếu thuốc, rồi nàng cầm ly rượu bước vào trong bếp. Lori đứng trước lò quay bằng điện, miệng nhai kẹo cao su. Hắn quay lại nhìn nàng với đôi mắt mở to kinh ngạc. "Trời ơi, hết sảy. Bà đẹp quá. Bà thật tuyệt vời, thưa bà." Đã lâu rồi nàng chưa được khen. "Phải, đã rất lâu." Nàng cười. "Cảm ơn, Lori. Cậu uống gì không?" "Ồ không, cảm ơn bà. Rượu không hợp với tôi. Ngày xưa có một lần uống rượu, tôi đã say và đã gây ra nhiều rắc rối. Từ đó tôi tránh xa rượu. Nếu cần hơi men, tôi uống bia." "Cậu làm đúng rồi đó, Lori. À mà cậu đang nấu gì đó?" "Bà nói muốn ăn nhẹ. Tôi tìm thấy hai con cá mỏng trong tủ lạnh, thưa bà." "Ok, nhưng một con là đủ rồi." Nàng ngồi xuống bàn ăn trong bếp. "À này, Axel ra sao rồi?" "Ồ, hắn vẫn khó chịu với tôi. Tôi cho hắn hai ly rượu." Sau khi kéo hai vỉ cá nướng từ trong lò ra, Lori khéo léo lật ngược lại rồi đẩy cá vào lò. Hắn có vẻ rất thành thạo chuyện bếp núc. Henga đột nhiên thấy lo ngại. "Tôi muốn xuống gặp hắn một chút." "Thưa bà, tôi nghĩ không nên. Cứ để hắn yên. Hắn đang giận nên chửi bà đủ kiểu ngôn ngữ thô tục. Tôi không muốn thấy bà mệt thêm vì hắn." Nghe hắn nói vậy, nàng bỏ ý định xuống hầm gặp Axel. "Thế cả chiều nay cậu làm gì?" "Tôi xem bóng chày trên TV. Lúc tôi ngủ, có ai tới hay gọi điện thoại gì không?" "Dạ không thưa bà." Hắn cúi nhìn cá đang nướng trong lò. "Ăn được rồi đấy thưa bà." Henga quan sát Lori đang nhanh nhẹn làm bếp và dọn bữa ăn. Nàng ngạc nhiên về sự khéo léo và tỉ mỉ của hắn, và cảm thấy hơi xấu hổ vì khả năng nội trợ dở tệ của mình. Nàng chỉ biết làm món thịt băm và trứng chiên
mà cũng chẳng ngon lành gì lắm. Khi Lori đặt đĩa cá bỏ lò ngon mắt trước mặt nàng, nàng nói: lẽ ra tôi phải làm những việc này, phải không Lori? Thưa bà, không phải vậy. Có rất nhiều cô gái không biết làm bếp mà, nhưng họ có cái khác bù vào. Thưa bà. Hắn ngồi xuống trước mặt nàng. Một lần nữa, Henga lại thấy máu chảy rần rật trong người. Hắn nói đúng, nàng có cái đó. Nhưng sao hắn dường như không muốn nhỉ? Hai người yên lặng thưởng thức bữa ăn. Ăn xong, Henga khen: ngon quá, Lori à. Cậu thật là một đầu bếp tuyệt vời. Thấy bà ăn ngon tôi rất vui. Bây giờ bà không cần phải làm gì cả, để tôi thu dọn. Henga giành làm, nhưng hắn ngăn cản: thưa bà nghỉ ngơi đi, bà uống cà phê chứ. Ừ, phải đấy. Nàng trở ra phòng khách, tới quầy rượu, rót một ly cô nhắc. Cầm ly rượu, nàng nghĩ tới Herman. Chồng nàng là một lão già ích kỷ, không bao giờ thấy hài lòng về bất cứ việc gì. Còn gã trai trẻ này thật tuyệt vời, thật hạnh phúc cho cô gái nào là vợ của hắn. Nàng nghĩ thế. Nàng nghe thấy Lori đang rửa bát đĩa. Vừa làm việc, hắn vừa hút sáo. Sau đó hắn mang lên hai cốc cà phê. Lori, cậu có cho Archer ăn gì chưa? Bà khỏi lo cho hắn, tôi có cho hắn ăn súp rồi, hắn không sao đâu. Vừa uống cà phê, nàng nói với hắn: ngày mai tôi sẽ phone cho hãng bay American Express để giữ chỗ cho cậu. Tôi rất cảm ơn bà. Nàng cười: mai mốt tôi sẽ nhớ cậu lắm đó, Lori. Vâng, tôi cũng vậy. Tôi sẽ nhớ bà mãi mãi. Thật là một cuộc phiêu lưu lạ lùng phải không? Thưa vâng. Nàng hơi tiếc là hắn chẳng có gì sâu sắc. Nhưng trời ạ, hắn thật là điển trai. Mọi việc sắp xong rồi. Ngày kia, sau khi nhận được phim hình, rồi chúng ta sẽ chia tay. Vâng, thưa bà. Nàng nhìn hắn, nhìn bộ ngực nở nang, đôi vai rộng, hai cánh tay to khỏe, một gã đàn ông trẻ trung sung mãn. Trời ơi, nàng lại thấy sự ham muốn dâng lên. Nàng nhớ lại lời tự hứa của mình, sẽ không có đàn ông nào nữa. Như một lần cuối thôi thì có sao chứ. Chỉ còn đêm nay, ngày mai và một đêm nữa cùng nhau, tại sao không nhỉ? Nàng biết không thể chờ đợi trong yên lặng thêm nữa, trong khi nàng đang có hắn bên cạnh, rất gần gũi. Không lẽ một gã trai tràn đầy sinh lực như hắn lại chẳng hề muốn nàng? Phải khơi dậy, thúc giục và khuyến khích hắn để hắn yêu nàng. Một đêm, một ngày và một đêm nữa. Nếu hắn chịu yêu đương với nàng, nàng sẽ thỏa mãn biết bao nhiêu. Sau đó, nàng sẽ chấp nhận từ bỏ tất cả, chỉ còn lại những kỷ niệm. Và kết thúc, từ nay không có đàn ông nữa. Xin lỗi bà. Vì thế Lori, có chương trình hockey trên băng ở TV lúc 9 giờ. Tôi xem không biết có làm bà phiền không ạ? Henga có cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Nàng cúi nhìn bàn tay. Ồ, không sao, cậu cứ xem đi. Vâng, cảm ơn bà. Tôi rất mê xem hockey trên băng. Còn bà thì sao? Nàng khó khăn lắm mới tự chủ được. Ồ không, tôi không thích. Nàng ngó đồng hồ, đã 9 giờ kém 5. Còn 5 phút nữa thì chương trình TV bắt đầu. Nàng uể oải nói: thôi tôi đi nằm đây và đọc sách một chút. Lori đang bật TV, hình như hắn chẳng còn để ý nghe Henga nói gì. Nàng nhìn mình trong gương và tự hỏi tại sao nàng không gợi được cho hắn một chút ham muốn nào. Hockey trên băng, trời đất. Nàng ngắm nghía trong gương một phụ nữ mảnh mai, tóc vàng, xinh đẹp, thân hình gợi cảm. Mặt tuy có những nếp nhăn, nhưng nhìn nàng khó đoán được tuổi tác.
Nếu nàng cứ đến gần, vòng tay ôm hắn từ phía sau, rồi ép sát mặt hắn vào ngực nàng, liệu lửa dục có cháy lên trong lòng hắn hay không? Henga thở dài thường thượt. Nàng không hiểu gã trai này đang bị gì nữa. Nàng thoáng nghĩ đến chứng bất lực, hay là gã này đang bị như thế. Trời ạ. Nàng vừa mở cửa vừa nói, tôi đi đọc sách một chút. Lori, tôi chưa ngủ đâu. Sau khi xem xong, nhớ qua phòng tôi chúc ngủ ngon nhé. Lori hoàn toàn chẳng nghe thấy gì. Hắn đang dán mắt vào TV. Hắn quên mất rằng nàng đang ở đó. Hơi cao giọng, nàng gọi lại lần nữa, Lori. Hắn quay lại, giọng hơi cau có, vâng, thưa bà. Xem xong thì nhớ lại chỗ tôi nằm, chúc ngủ ngon. Tôi chưa ngủ đâu. Vâng, vâng, tất nhiên thưa bà. Nàng về phòng ngủ, đứng giữa căn phòng rộng, trang hoàng lộng lẫy, mà nàng cảm thấy trống rỗng, cô đơn đến lạ lùng. Henga thất vọng hoàn toàn. Nàng không thể quyến rũ nổi hắn. Chắc như vậy rồi. Nàng ném quyển sách lên giường rồi cởi đồ. Nàng mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc áo trong suốt mặc vào, rồi nàng xõa tóc. Henga bước vào phòng tắm. 10 phút sau, nàng bước ra ngắm mình trong gương. Một gã đàn ông bình thường mà trông thấy nàng lúc này nhất định phải nổi cơn dục vọng. Nếu không thì chắc chắn gã đó bị bất lực, hoặc là nàng nghĩ nhầm về sắc đẹp của chính mình. Henga thở dài và gieo mình xuống giường, nằm úp mặt vào gối.